Câu thứ ba thì xin cô có cho thể cho biết là cô có suy nghĩ như thế nào về lúc mà Chúa Nguyễn Ánh đã chọn vùng gia đình, tức là Sài Gòn của chúng ta hiện nay, làm thủ phủ, làm kinh đô trong cuộc đấu tranh với nhà Thái Sơn. Ở cái vấn đề đối với lại cái gia định kinh, cái gia định kinh thì tôi cũng muốn nói đến cái gia định kinh ở mấy cái nét lớn như thế này. Thứ nhất đó là khi ta nói đến cái vùng đất Sài Gòn thì ban nãy tôi có nói đến là ngay từ năm 1623, dưới thời của Chúa Nguyễn Phúc Nguyên, vùng đất này Chúa đã chọn làm cái nơi để đặt cái trạm thu thuế đầu tiên. Và điều đó nó thể hiện cái tầm nhìn chiến lược cực kỳ là thông minh của Chúa Nguyễn Phúc Nguyên lúc bấy giờ. Và trên cơ sở lựa chọn của Chúa Nguyễn Phúc Nguyên với cái Sài Gòn làm cái trạm thu thuế đầu tiên đó, thì về sau này khi mà Chúa Nguyễn Phúc Chu dựng cái phủ gia định, lập cái phủ gia định ở đây, thì Sài Gòn này tiếp tục là thủ phủ của cái phủ gia định đó. Và đến khi Chúa Nguyễn Phúc Khoác tiến hành một cái cuộc cải cách hành chính để thống nhất cái đơn vị hành chính của toàn đằng trong lại đấy, vào cái thời kỳ Chúa Xưng Vương năm 1744, chia cả cái đằng trong ra thành cả cái đằng trong này ra thành 12 dinh ấy, thì cái vùng đất gia định này trong đó có cái trung tâm là Sài Gòn vẫn tiếp tục được Chúa Nguyễn Phúc Khoác chọn làm cái trụ sở để đóng cái chính quyền cai quản toàn bộ cái đất Nam Bộ mà khi ấy ta gọi là gia định. Thế do đó cho nên cái sự kiện vào năm 1790 khi Chúa Nguyễn Phúc Ánh chọn cái vùng đất này để lập gia định kinh cho cái chính quyền của mình, thì rõ ràng đây một sự kế thừa, một sự kế thừa của cái tư duy lựa chọn cái vùng đất mà nó phải đáp ứng được đầy đủ những cái điều kiện để trở thành một cái trung tâm, một cái thủ phủ của cả một cái vùng. Okay. Thì đó là cái sự kế thừa. Và tất nhiên sự kế thừa này tôi nghĩ rằng là chúng ta hoàn toàn dễ hiểu, bởi vì Chúa Nguyễn Phúc Ánh là người của dòng họ, và Chúa đã được nuôi dưỡng, đã được rèn rũa từ chính cái tư duy của cả một cái những cái thế hệ trước như vậy, cho nên cái sự kế tục này là rõ ràng. Và bên cạnh đó, đương nhiên cái việc chọn cái vùng đất này để xây dựng gia định kinh với một cái thành Bát Quái, hay còn gọi là thành Quy, thành Thiên An, thành Quy, thành Bát Quái, thì nó xây dựng theo cái hình quẻ Bát Quái như thế, thì cái điều đó nó không phải chỉ là để làm cái trị sở cho một cái chính quyền đang dần hưng thịnh lại, mà nó còn là để nhằm mục tiêu phục vụ cho cái cuộc chiến chống lại quân đội Tây Sơn lúc bấy giờ. Bởi Tây Sơn khi ấy vẫn còn đang là một cái thế lực rất đáng gờm đối với lại Chúa Nguyễn Phúc Ánh. Tôi cũng muốn nói thêm rằng là với cái việc chọn cái cái gia định kinh này đấy, thì nó đi liền với cái việc xây thành là một cái việc thiết lập một cái hệ thống hành chính đi kèm theo đó, theo cái mô hình tổ chức chính quyền mà các Chúa Nguyễn trước đây đã từng tổ chức. Tại thành gia định mà Chúa Nguyễn Phúc Ánh gọi là gia định kinh đó thì có đầy đủ ban bệ, như là một cái hình ảnh thu nhỏ của một cái chính quyền trung ương thời các Chúa Nguyễn đã thiết lập trước đây, mặc dù nó chưa hoàn thiện được, nó chưa đầy đủ được, nhưng mà nó là một cái mô hình mang cái tính chất, cái đặc điểm của cái mô hình mà trước đó các Chúa Nguyễn đã thiết lập. Để cho cái gia định kinh này phát huy được cái vai trò là thủ phủ của nó và trở thành cái căn cứ hậu cần, căn cứ về quân sự, căn cứ về là chính trị xã hội cho cái cuộc chiến chống lại Tây Sơn lúc bấy giờ đó, thì Chúa Nguyễn Phúc Ánh đã cho phát triển các cái hoạt động kinh tế ở cái thành gia định này rất là bài bản.
với cái việc quy hoạch thành ấy, thì hiện nay nó nằm ở cái vùng trung tâm của quận Nhất, thuộc cái phường Bến Nghé của quận Nhất chúng ta, nơi mà có nhà thờ Đức Bà, rồi là sang cho đến trường khoa học xã hội, nhân đại học khoa học xã hội và nhân văn, đại học y dược đấy, rồi về cho đến cái khu vực phía dưới ở gần với lại cái khu vực chợ Bến Thành của chúng ta, thì nó nằm ở trong cái khuôn viên như vậy. Thì đó là cái khu vực thành, và vùng này nó được quy hoạch để trở thành cái nơi đặt những cái cơ quan hành chính của chính quyền Chúa Nguyễn. Ở phía bờ sông Sài Gòn, bây giờ ta gọi, trước đây gọi là sông Bến Nghé hay là sông Tân Bình, thì tại đó là những cái công xưởng của chính quyền Chúa Nguyễn Phúc Ánh, để có thể đảm bảo cho cái việc là sản xuất, chế tạo các cái vũ khí, các cái thiết bị phục vụ cho cái cuộc chiến, cũng như là một số các cái mặt hàng khác phục vụ cho cái đời sống dân sự. Và toàn bộ cái khu vực mà ngày nay chúng ta gọi là chợ lớn, thì ngày xưa chính cái tên gọi Prenoco là nó xuất phát từ cái khu vực ngày nay là chợ lớn ấy, vì nơi đó nó có những cái rừng cây gòn mọc rất là nhiều, qua cái ghi chép của nhiều sử sách đấy. Thế, và khi ấy thì nó gọi là Sài Gòn. Còn sau này khi người Pháp họ chiếm Nam Kỳ rồi họ quy hoạch cái thành phố lại đó, thì họ mới đổi gọi trong đấy thì lại gọi là chợ lớn, và phía ngoài này thì lại gọi là Sài Gòn. Thế thì ở trong cái khu vực của cái vùng chợ lớn ngày nay thì đó là cái khu vực phát triển kinh tế. Ở đây theo các cái phản ánh của sử liệu không chỉ trong nước mà còn là cái sự chứng kiến của những người nước ngoài đã đến đây, họ đã ghi chép lại, thì họ cho biết rằng là dọc theo những cái con kênh, không chỉ có kênh tàu hủ bây giờ mà chúng ta biết, mà trước đây dọc theo đường Trần Hưng Đạo của chúng ta bây giờ còn có một cái con kênh nữa đấy, rồi ở cái đường Châu Văn Liêm của quận 5 bây giờ đấy cũng là một cái con kênh. Thì dọc theo những con kênh này hai bên là phố được xây dựng, và phố này nó là phố thị chứ không phải chỉ là phố để ở, phố thị bởi vì nó vừa là phố nhưng vừa là chợ, buôn bán sầm uất, không thiếu một thứ mặt hàng gì. Thế, và xen kẽ vào với lại những cái phố thị như vậy là những cái xóm, nhưng mà thực ra là nó đã mang tính chuyên môn hóa rất là cao. Xóm thì làm mặt hàng này, xóm làm mặt hàng kia, như là xóm củi, xóm chỉ, xóm lò gốm, xóm vôi, lò vôi vân vân, tất cả thế, và sản xuất các mặt hàng thủ công. Và ngay tại cái vùng Sài Gòn trung tâm này thì Chúa Nguyễn Ánh cũng đã cho phát triển tới 62 cái ti cục để mà sản xuất các cái mặt hàng thủ công. Cho nên những cái sản phẩm thủ công này nó mang lại một cái bộ mặt mới, một cái diện mạo mới cho cái nền kinh tế ở đây. Đó là một cái nền kinh tế mà ở đó cái giao thương, buôn bán những cái sản phẩm tại chỗ với bên ngoài, rồi nhập khẩu những cái mặt hàng từ các cái nước láng giềng ở Đông Nam Á hay là từ Trung Quốc sang thế. Và đặc biệt dọc theo những cái các cái hệ thống kênh ở đây đấy, thì nó lại cũng chính là những cái địa điểm trên bến dưới thuyền, nó là những cái địa điểm buôn bán rất là sầm uất, với những cái thuyền, những cái xà lan chở nặng lúa gạo từ cái vùng miền Tây Nam Bộ đi lên, cái Tây Nam Bộ đi lên. Cho nên Sài Gòn này cũng là một cái trung tâm buôn bán lúa gạo lớn nhất của cái Nam Bộ. Mặc dù nó không phải là cái nơi sản xuất lúa gạo chính, nhưng mà nó lại là cái nơi để mà đầu ra cho cái vùng Nam Bộ, cái vùng đặc biệt là vùng Tây Nam Bộ. Cho nên thương nhân nước ngoài đến Sài Gòn, họ mua trước hết là gì? Họ mua gạo. Họ mua gạo, và rồi sau đó là những cái mặt hàng nông sản khác, và cùng với đó là các cái sản phẩm. Thì như vậy cái bộ mặt kinh tế của cái gia Định Kinh này nó đã khác rất là nhiều so với lại giai đoạn trước đó. Và qua các cái kết quả nghiên cứu, không phải chỉ riêng tôi đâu mà rất nhiều các nhà nghiên cứu, thì đã có một cái nhận xét chung là cái giai đoạn cuối thế kỷ 18 đấy, tức là từ năm 1790 cho đến năm 1802, đây chính là thời kỳ hoàng kim của cái kinh tế, nhất là kinh tế thương mại, kinh tế ngoại thương, cái ngoại thương ấy của cái Sài Gòn này, với
không chỉ so sánh với trong nước mà còn là với lại cả những nước Đông Nam Á. Sau này, từ khi mà Chúa Nguyễn Phúc Ánh thu phục được Giang Sơn, thống nhất đất nước lại vào năm 1802, Chúa cũng như là khi ấy là vua Gia Long đấy, cũng như các vị vua kế tiếp về sau, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức thì hầu như chưa vị vua nào quay trở lại cái vùng đất Sài Gòn này nữa. Và với một cái tư duy rằng là kinh đô thì phải là bề thế hơn so với lại các cái tỉnh thành, do đó cho nên là cái diện mạo kinh tế của cái Sài Gòn ở đầu thế kỷ 19 thì nó lại có phần giảm đi so với lại cái giai đoạn mà Chúa Nguyễn Ánh đã khai phá và dựng nên cái gia định kinh này. Thì đấy là mấy cái điểm mà tôi thấy ở cái gia định kinh. Dạ, xin chào tiến sĩ Đinh Văn Hạnh. Dạ, có vấn đề này muốn trao đổi cùng tiến sĩ là tiến sĩ có thể nói thêm gì về vùng đất Nam Bộ và các chính sách của các chủ nguyện đối với việc phát triển lãnh thổ và văn hóa ở khu vực này không? Phải nói là chính sách của các chủ nguyện trong việc phát triển lãnh thổ thì nó luôn gắn liền với cái động thái về văn hóa, mặc dù trong cái chính sách đó nó không nói gì về cái truyền văn hóa rất là cụ thể, nhưng mà thấy rất rõ ở hai cái điểm thế này. Thứ nhất là các chủ nguyện luôn đề cao chính sách an dân trên vùng đất mới. Chính sách an dân nó xuyên suốt cả các cái quá trình mở đất, và chính cái điều đó nó đã tạo ra một cái sức thu hút cho người dân đi vào khai hoang mở đất. Và cái sự trù phú thịnh vượng của cái đằng trong đã làm cho đằng trong nó có một cái sức thu hút, và nó đã tạo cho Đại Việt có được cái sự lan tỏa ở chỗ là thương khách, giáo sĩ rồi cao tăng đến đằng trong trong cái thời kỳ này rất là nhiều. Và người ta thấy được có một cái điều rất là thú vị, đấy là trước đây chưa cái Đại Việt mình chưa được giới thiệu thì ngay bây giờ, ngay lúc đó thì đã ngay ở trời Tây người ta cũng biết đến cái nếp sống, cái hàng hóa thì thông qua những cái ấn phẩm của giáo sĩ. Cái thứ hai đây là cái quản vùng đất mới thì Chúa Nguyễn đã có nhiều chính sách cổ kết nhân tâm, điều này thì giáo sư Trần Thị Mai cũng có nói. Thì cái cổ kết nhân tâm đó một mặt là củng cố được thế lực chính quyền, xây dựng chính quyền riêng của mình, và trong cái khi mà cái cổ kết nhân tâm đó thì nổi lên một cái điều rất rõ, đấy là các chủ nguyện rất chú trọng cái tính thực tiễn trong cái đường lối cai trị của mình. Và tính cái thực tiễn đó nó thể hiện ở chỗ này: cung đình hóa Phật giáo, Đạo giáo và làm mềm lấy những cái tư tưởng vốn rất xa lạ của Thiên Chúa giáo. Điều đây là điều mà các chủ nguyện đã làm được. Đối với Tam giáo đồng nguyên thì ở trong cung đình cũng như ở ngoài dân gian đều chung sống được với các cái tín ngưỡng của cư dân, có thể tạm dùng cái từ là bản địa, như là người Chăm, người Khmer, nên đã tạo ra được cái sự phong phú và đa dạng của văn hóa. Ở đây cũng có thể nói thêm, ngoài cái cổ kết nhân tâm còn có một cái nữa, đấy là mở cửa thu hút và sử dụng nhân tài. Ví dụ như trường hợp của Đào Duy Từ dưới trướng của Chúa Nguyễn Phúc Nguyên, vốn là tinh hoa của Đào Nho, nhưng mà không có đất dụng võ ở Bắc Hà, và vì là cái thân phận sướng ca vô loài thì đã vào Nam và được Chúa trọng dụng. Ở đây cũng phải nói một điều là mở đất thì rõ ràng phải dùng sức mạnh. Có câu thơ nói rằng là mang gươm đi mở cõi mà. Nhưng mà các tướng lĩnh của Chúa Nguyễn lại rất nhân văn. Đây là cái điều mà cũng phải nói là rất là thú vị trong cái lịch sử, và nhiều cái sử liệu lịch sử đã cho thấy điều đó. Ngay như Nguyễn Hữu Hào, một vị tướng có một cái nỗi oan rất lớn, nhưng mà chấp nhận hy sinh về cái nỗi oan đó, không phải thanh minh nhiều, không phải để điều tiếng để tạo ra một cái sự hòa thuận,
để cho cái công cuộc mở đất nó được ổn định và đi lại cái kết quả. Xin thưa nhà nghiên cứu Lê Nguyễn ạ, xin phép được hỏi ông một đôi điều về vị, coi như là vị chúa cuối cùng là Nguyễn Phúc Ẩm, là người có liên quan đến vùng đất gia đình và Nam Bộ này, người khai sáng ra chùa Nguyễn. Và có thể những cái câu hỏi này đó thì theo kiểu phản đề một chút. Dạ. Bởi vì có liên quan những cái hệ lụy mà dẫn đến cuộc xâm lược Pháp ở tại Nam Bộ từ thập niên 1860 và cả những vấn đề khá nhạy với người Xiêm. Dạ. Thì thưa ông, theo ông mối quan hệ giữa chùa Nguyễn Ảnh và người Pháp là như thế nào, và vai trò của giám mục Bá Đa Lộc và người Pháp trong cuộc nội chiến giữa chùa Nguyễn và anh em nhà Tây Sơn là như thế nào, và nếu không có họ thì cuộc chiến này có nghiêng thẳng lời về phía nhà Nguyễn không, và sự hiện diện và vai trò của những người Pháp này có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc xâm lược của thực dân Pháp khởi đầu từ cuối thập niên 1850 không? Ông có thể nói gì về mối quan hệ giữa chùa Nguyễn Ảnh và Xiêm La, cả mặt tích cực lẫn là tiêu cực, trong một nhà quan sự học cởi mở và đổi mới một chút ạ. Có người cho rằng sở dĩ nước Xiêm, tức là Thái Lan bây giờ, sau này không bị đế quốc Pháp dòm ngó và xâm lược là vì do họ có một cái chính sách rất là mềm dẻo, kết giao với nhiều nước khác nhau. Còn Việt Nam mình á, thì là không làm như vậy nên đã trở thành nạn nhân cuộc xâm lược của Pháp. Thì ông nghĩ như thế nào về luận điểm này? Trước hết xin cảm ơn chị Hà đã nêu cho tôi những câu hỏi mà theo đánh giá của hội nghị là rất hay. Thứ hai nữa xin kính chào tất cả các anh chị đã cho tôi được cái dịp mà trình bày không phải là cái vấn đề lịch sử theo đúng chính danh của nó, mà là những cái quan điểm về những cái sự khác biệt với nhau trong các cái vấn đề lịch sử của cái thời kỳ nhà Nguyễn. Chúng ta thấy rằng cái thời kỳ các chúa Nguyễn và vua Nguyễn là một thời kỳ hết sức đặc biệt trong lịch sử Việt Nam của chúng ta, bởi vì hai yếu tố. Cái thứ nhất là thời kỳ này kéo dài gần 400 năm với 9 chúa và 13 vua. Và cái yếu tố thứ hai nữa đó là đây là thời kỳ mà cái nguồn sử liệu vô cùng phong phú, không chỉ với những cái bộ sử do Quốc sử quán của chúng ta ghi chép, mà là còn từ những cái nguồn tư liệu của các giáo sĩ, các thương nhân phương Tây. Họ đến để giảng đạo, họ đến để buôn bán, và họ đã mô tả cái đời sống của cái xã hội chúng ta trong suốt 400 năm đó một cách hết sức là tường tận. Tuy nhiên, cái thời kỳ mà gần 400 năm của nhà Nguyễn và các vua Nguyễn đó, nó đã kéo dài ít nhất là khoảng 200 năm, có một cuộc nội chiến giằng dai giữa chúa Trịnh và chúa Nguyễn, và giữa chúa Nguyễn và các anh em của nhà Tây Sơn. Và điều này nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái thời kỳ mà kéo dài sau cái lịch sử của nhà Nguyễn của chúng ta, thời kỳ mà khi đất nước chúng ta chia thành làm hai và có hai cái nguồn nghiên cứu sử liệu khác nhau nữa. Và từ đó mà nhiều cái vấn đề lịch sử của thời kỳ của các chúa Nguyễn và các vua triều Nguyễn đưa ra rất nhiều những cái dị biệt, thậm chí mâu thuẫn với nhau. Và những dị biệt mâu thuẫn đó đòi hỏi tất cả chúng ta, những người quan tâm đến cái lịch sử của nhà Nguyễn, cần phải sử dụng những nhận thức, những kiến thức và những cái diễn đạt của mình trong cái vấn đề lịch sử để làm sao chúng ta có thể đi sát, tìm được cái chân lý trong những vấn đề dị biệt đó. Thì những cái câu hỏi mà chị Thúy Hà đưa ra chúng tôi, đó là những vấn đề mà nó gợi ra chúng ta rất nhiều những cái mâu thuẫn, những dị biệt mà chúng ta cũng cần phải xác định cái quan điểm của chúng ta trong những cái hội thảo như thế này. Thì trước tiên, cái câu hỏi đầu tiên mà tôi được hỏi, tức là mối quan hệ giữa chúa Nguyễn Ánh với giám mục Bá Đa Lộc và người Pháp như thế nào? Thì đây là một câu hỏi nó liên quan đến một cái vấn nạn mà chúng ta vẫn thường gặp phải trên báo chí, trên những tài liệu, các sách giáo khoa,
đó là có một cái luận điểm cho rằng cái cuộc nội chiến giữa nhà Nguyễn và các anh em nhà Tây Sơn sở dĩ nghiêng về thắng lợi về cho chú Nguyễn Ánh và sau là vua Gia Long là xuất phát từ cái vai trò có tính cách quyết định của giám mục Bá Đa Lộc và sự hợp tác của những người Pháp nằm trong cái bộ máy quân sự của chú Nguyễn Ánh. Chúng ta thử phân tích điều này có đúng hay không. Theo trước hết chúng tôi nghĩ rằng từ cái thời mà giáo sĩ Alexander Ross cho đến giám mục Bá Đa Lộc, tức là Bignot de Behen, rồi đến những giáo sĩ khác như là Tabe này kia, thì cái mục tiêu của họ khi mà họ đặt chân đến Đức Đại Việt là gì? Đó chỉ là có một mục tiêu duy nhất của họ thôi, đó là họ phát triển cái đạo Thiên Chúa trên đất nước xa lạ của họ. Và thứ hai nữa là họ khuynh loát cái triều đình của chúng ta để làm sao mà càng ngày càng thu phục được nhiều cái tín đồ Thiên Chúa giáo càng tốt. Thì cho dù họ có những cái phương tiện hoạt động như thế nào, dưới những lĩnh vực nào đi nữa, thì cái điều rõ ràng là cái mục tiêu họ vẫn là cái mục tiêu phát triển về tôn giáo. Thì Alexander Ross là cái người mà góp phần đặt ra chữ quốc ngữ để giúp cho giáo dân dễ học thuộc giáo lý, giúp cho các giáo sĩ dễ truyền đạo. Còn đối với giám mục Bá Đa Lộc thì chúng ta biết rằng ông ta đã xuất hiện trong cuộc đời của chú Nguyễn Ánh vào những cái năm mà Nguyễn Ánh là hết sức là nguy hiểm về cả cái sinh mạng lẫn cái cơ đồ mà tổ tiên của ông để lại. Thì cái cuộc gặp gỡ của Bá Đa Lộc và Nguyễn Ánh vào thập niên 1780 đã mở ra cho Bá Đa Lộc một cơ hội bằng vàng. Là lúc đó Nguyễn Ánh trong cái thế hết sức là bấn rối, đã nhờ Bá Đa Lộc đại diện mình để mà ký kết với triều đình Pháp một cái hiệp ước về viện trợ quân sự. Và một điều đặc biệt nữa là chú Nguyễn Ánh đã đặt đứa con của mình là Hoàng Tử Cảnh, lúc đó mới có 3 tuổi, đi theo để làm con tin. Và đó là cái cơ hội bằng vàng cho Bá Đa Lộc. Bởi vì sao? Bởi vì Bá Đa Lộc biết rằng là Hoàng Tử Cảnh sẽ là người kế vị cái cơ nghiệp của nhà Nguyễn. Cho nên làm sao để mà có thể nhồi nhét vào trong đầu óc non nớt của một cậu bé như thế này, để sau này khi mà cậu ta trở thành một vị vua thì tất cả cái ý hướng của cậu ta đều phải hướng về Thiên Chúa giáo. Và điều này Bá Đa Lộc đã thành công một phần. Chúng ta cũng biết rằng khi cái hiệp ước Versailles ký giữa Bá Đa Lộc đại diện với chúa Nguyễn Ánh và bá tước Montmorin là một bộ trưởng ở trong triều đình Pháp, cái hiệp ước Versailles ngày 27 tháng 11 năm 1787, thì hiệp ước đó khi mà thực hiện hoàn toàn có tính cách bất khả thi. Một mặt á, bởi vì cái sự kiệt quệ trong ngân khố của Pháp, mặt khác là cái mối bất hòa tiềm tàng rất là sâu đậm giữa Bá Đa Lộc và cái người mà được Pháp Hoàng giao các trách nhiệm thi hành hiệp định Versailles, tức là bá tước de Conway. Thì tất cả những cái yếu tố đó nó tác động làm cho cái hiệp ước Versailles hoàn toàn không thể thi hành được. Thì trong thời gian mà Bá Đa Lộc ở tại Pondicherry là cái vùng đất của Ấn Độ thuộc Pháp, thì để đỡ bẻ mặt thì Bá Đa Lộc đã triển hạn, đã cố ở rất lâu trên vùng đất Ấn Độ để mà thu phục một số người và gom góp một số tài nguyên để mà mua tàu bè và kết nạp một số người Pháp để đỡ cái sự khó chịu của Nguyễn Ánh sẽ có thể sẽ gặp phải khi mà cái công việc mà giao phó cho ông ta không thực hiện được. Thì như vậy cái sự kiện lịch sử đó nó đã diễn tiến như thế. Nhưng mà tới những cái thập niên gần đây trong cái lịch sử của chúng ta đó, thì nó đã dẫn đến một cái luận điểm cho rằng Bá Đa Lộc là cái người có một cái vai trò hết sức là quyết định trong cái cuộc chiến đối với nhà Tây Sơn. Và cái số người Pháp mà Bá Đa Lộc đã đưa vào gia đình để mà giúp Nguyễn Ánh là những người đã quyết định đến cái sự tồn vong của cái triều đình của nhà Nguyễn trong cái thời kỳ cuối cùng của cái những thập niên của thế kỷ thứ 18.
Thì trước hết chúng ta nói về Bá Gia Lộc. Chúng ta biết rằng như hồi nãy tôi đã nói đó, tức là Bá Gia Lộc có một cái sự thành công nhất định trong cái việc mà đào tạo ông Hoàng Tử Cảnh trở thành một cái người có khuynh hướng thân với Thiên Chúa Giáo. Khi mà Hoàng Tử Cảnh ở vào cái tuổi mà 10, 11, 12, 13 thì ông ta đã có thể nói là chống lại triệt để cái việc mà quỳ lại tổ tiên, cái việc thờ phụng tổ tiên. Và khi mà đã nắm được cái yếu tố đó rồi đó thì Bá Gia Lộc lại thừa thắng xông lên. Ông ta tác động lên trên chính chú Nguyễn Ánh. Và điều này lịch sử của chúng ta không nói đến nhiều, nhưng mà cái văn khố của Hội Truyền Giáo Hải Ngoại, tức là Mission Étrangère de Paris, họ có rất nhiều những cái nguồn tư liệu lưu trữ những cái bức thư trao đổi giữa Bá Gia Lộc và chú Nguyễn Ánh. Và trong đó có một bức thư của chú Nguyễn Ánh viết bằng, duyên là viết bằng tiếng Hán, nhưng mà sau đó thì họ dịch ra bằng tiếng Pháp. Thì chúng ta thấy rằng chú Nguyễn Ánh hết sức là tế nhị, hết sức là mềm mỏng, hết sức là nhã nhặn khi mà trả lời cái bức thư của Bá Gia Lộc, dùng cái áp lực của ông ta để mà muốn Chúa phải thay đổi cái vấn đề tôn giáo của Đại Việt. Nhưng mà dù là nhã nhặn hay là nhẹ nhàng đến mức độ nào đi nữa thì cái bức thư của chú Nguyễn Ánh cũng hết sức là cứng rắn về mặt lập trường, là Chúa hoàn toàn bác bỏ những cái gì mà Bá Gia Lộc đã yêu cầu chú Nguyễn Ánh phải làm theo. Vì đó là một trong những cái lý do khiến cho Bá Gia Lộc hết sức là thất vọng. Và những cái bức thư mà trao đổi giữa Bá Gia Lộc với lại cái hàng giáo sĩ bạn của ông ta đó, thì chúng ta biết rằng vào giữa thập niên 1790 thì Bá Gia Lộc đã bày tỏ cái nỗi thất vọng hoàn toàn về những cái gì ông ta làm được ở trong cái phủ Chúa. Và ông ta ngỏ ý muốn trở về Pháp ngay trong cái thời kỳ đó. Và điều này không chỉ là do cái thái độ, cái lập trường quyết liệt sòng phẳng của chú Nguyễn Ánh đối với vấn đề tôn giáo, mà còn ở cái chỗ là cái vai trò, cái vị thế của Bá Gia Lộc ở phủ Chúa lúc bây giờ bị cô lập bởi những quần thần của chú Nguyễn. Bởi vì họ thấy cái giả tâm, cái mưu đồ của vị giám mục này, họ đã cô lập ông ta. Và điều này đã khiến cho ông ta không còn có một cái hy vọng nào mà thực hiện cái mưu đồ của mình trong bề mặt tôn giáo cả. Thì như vậy chúng ta có thể thấy rằng cái luận điểm cho rằng Bá Gia Lộc có một sự tác động quyết định đối với cuộc chiến đối với nhà Tây Sơn, đó là một cái luận điểm hoàn toàn không có phù hợp với sự thật. Yếu tố thứ hai là cái sự tham gia của những chuyên gia và những cựu sĩ quan người Pháp trong cái quân đội của chú Nguyễn. Chúng ta cần có xác định một cách rõ ràng là cần phải đính chính một cái ngộ nhận là những người này là những người thuộc chính quyền của Pháp đưa đến để mà hợp tác với chú Nguyễn Ánh. Thực tế là họ chỉ là hợp tác với tư cách cá nhân mà thôi. Chẳng hạn như đại tá công binh là Olivier de Bimenen, hay là Senior với cái tên Việt là Nguyễn Văn Thắng, hay là Philippe Vanier với cái tên Việt là Nguyễn Văn Chấn. Họ, tất cả những người đó họ cộng tác với chú Nguyễn Ánh với tư cách cá nhân. Và họ chỉ là một cái phần rất nhỏ trong cái bộ máy quân sự mà Nguyễn Ánh đang vận hành. Do đó nói rằng những người Pháp này là những người mà họ quyết định cái thắng lợi cuộc chiến của chú Nguyễn Ánh đối với nhà Tây Sơn cũng đã là một cái điều quá đáng. Bởi vì sao? Chúng ta biết rằng trong cái thời mà cuộc nội chiến diễn ra đó, thì cái lực lượng hải quân là lực lượng lớn nhất của cả bên phía Tây Sơn lẫn lưu chú Nguyễn. Thì cái hạm đội của chú Nguyễn Ánh có hàng nghìn những cái tàu chiến. Và trong khi đó một người mặc dù có giỏi đến đâu như là Senior Nguyễn Văn Thắng thì cũng chỉ là cái người làm chủ một chiếc tàu duy nhất là tàu Long Phi. Còn ông Nguyễn Văn Chấn Vanier thì cũng chỉ chỉ huy một chiếc tàu duy nhất là tàu Phụng Phi mà thôi. Trong cuộc chiến thị nại mà chúng ta biết rằng mà những nhà nghiên cứu lịch sử đánh giá đây là đệ nhất võ công của triều Nguyễn, của nhà Nguyễn đó, thì với một cái cuộc chiến khổng lồ cho thị nại thì cái người chỉ huy cuộc chiến đó là ai? Là tướng Võ Duy Nguy của Đại Việt.
Sau khi Võ Duy Nguyên tử trận thì Lê Văn Duyệt đã thay thế để mà điều khiển cả một cái đội hải quân hùng hậu đó và đưa đến cái thắng lợi cuối cùng của Chúa Nguyễn. Thì tất cả những yếu tố đó cho chúng ta thấy rằng cái sự đóng góp của Bá Đa Lộc, của những người Pháp, đó là sự đóng góp không, chúng ta không phủ nhận điều đó, nhưng mà đó là những sự đóng góp có giới hạn. Họ chỉ giúp đỡ Nguyễn Ánh trong cái vấn đề mà quân sự mà thôi. Và chúng ta cũng biết rằng Chúa Nguyễn Ánh sau khi là vua Gia Long, ông đã cư xử với họ một cách hết sức là hợp lý và hợp đạo lý. Điều này cho chúng ta thấy rằng ông không hề có một cái sự đánh giá sai lầm về cái sự đóng góp của những người đó. Trong khi những cận thần của ông như Tả quân Lê Văn Duyệt, như Tiền quân Nguyễn Văn Thành được ông đưa vào những cái chức vụ cao nhất của phẩm hàm triều đình là chánh nhất phẩm, rồi là Tả quân, Tiền quân trong ngũ quân đô thống, thì Nguyễn Văn Chấn là Vanier và Nguyễn Văn Thắng là Senyo chỉ được ông cử làm trưởng cơ, tức là vào hàm tòng nhị phẩm mà thôi. Trong khi những người cận thần của ông như Lê Văn Duyệt, Nguyễn Văn Thành được ông cử vào phong vào cái tước quận công, thì những người kia, những người Pháp kia cũng chỉ được ông phong vào cái tước hầu, tức là Chấn Võ Hầu hay là Thắng Tài Hầu. Thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là cái sự cư xử của Nguyễn Ánh hết sức là hợp lý, hợp đạo lý. Và điều đó cũng chứng tỏ cho thấy rằng cái sự đóng góp của những người Pháp đó nó cũng chỉ có cái giới hạn nào, một chừng mực nào đó mà thôi. Một cái điểm nữa là khi người ta nêu ra rằng cái sự hiện diện của những người Pháp đó là cái tiền đề cho cái việc mà Pháp chiếm lấy Việt Nam năm 1860-62, đó cũng lại là một luận điểm mà chúng tôi nghĩ rằng chúng ta cũng cần phải nói lên cái tính cách sai lạc của nó. Bởi vì sao? Bởi vì cái số người Pháp mà nằm ở trong cái hệ thống quân sự của Chúa Nguyễn Ánh chỉ có khoảng hơn 10 người thôi. Và sau khi mà vua Gia Long lên ngôi, lấy niên hiệu là Gia Long năm 1802 và lên ngôi hoàng đế năm 1806, thì đa số những cái người Pháp mà đã từng cộng tác với ông trong cái cuộc chiến với nhà Tây Sơn, họ lần lượt họ trở về Pháp hết. Và đến sau thập niên 1810 thì tại triều đình của vua Gia Long chỉ có hai người thôi, là ông Senyo Nguyễn Văn Thắng và ông Vanier Nguyễn Văn Chấn. Và hai người này đến thời kỳ vua Minh Mạng thì họ thấy rằng họ không thể nào họ tồn tại trong triều đình của nhà Nguyễn nữa. Họ đã xin vua Minh Mạng đưa cả gia đình họ trở về Pháp năm 1824. Thì thưa quý vị, từ cái năm 1824 cho đến cái năm đầu tiên mà người Pháp bắn những cái phát súng tại Đà Nẵng năm 1858 là một cái thời gian kéo dài 34 năm nó đã trải qua trên đất nước Việt Nam rồi. Thì những người Pháp nào là tiền đề cho cái cuộc xâm lược đó? Thì chúng ta có thể trả lời thẳng là trong cái cuộc xâm lược của Pháp tại Việt Nam, nó không gì khác hơn, nó là một cái, nó nằm trong một cái kế hoạch chung của hai cái đế quốc Pháp và Anh, lúc nào cũng muốn mở rộng cái lãnh địa của mình ở trên cái vùng đất Á Châu để khai thác tài nguyên và ban bố những cái điều mà họ gọi là cái nền văn minh của họ. Thì chúng ta như thấy, chúng ta có thể thấy rằng cái cuộc xâm lược của Pháp vào thập niên 1860 nó không dính dáng gì với cái sự hiện diện của một cái nhóm người Pháp mà họ đã theo và họ giúp đỡ cho Chúa Nguyễn Ánh trong cái cuộc mà chiến với nhà Gia Long, với Gia Long hết. Về cái điểm thứ hai mà cô Thúy Hà có nêu ra đó, đó là cái mối quan hệ giữa Chúa Nguyễn và nước Xiêm, bây giờ là Thái Lan. Và chính cái câu hỏi này tôi nghĩ rằng khi đặt ra thì cô Thúy Hà cũng có liên tưởng đến một cái luận điểm mà chúng ta vẫn thường được nghe nói tới rất là nhiều. Đó là chuyện mà Chúa Nguyễn Ánh đưa rước quân Xiêm về giày Mã Tổ và cống rắn cắn gà nhà. Chúng ta phải hiểu rằng cái vấn đề cần được đặt lại trong cái bối cảnh của nó vào những cái thời kỳ mà Chúa Nguyễn Ánh đang phải bôn ba khắp nơi để mà chạy khỏi cái sự truy đuổi của nhà Tây Sơn và tìm mọi cách để mà củng cố lại, khắc phục cái cơ nghiệp của các tiên tổ mình để lại.
Thì chúng ta đọc sử chúng ta nhớ rằng vào thập niên 1783, khi không còn có một cái cơ hội nào để mà trụ lại ở cái vùng đất Gia Định, thì chú Nguyễn Ánh đã đưa quân đội của mình chỉ khoảng chừng 200 người thôi tới tá túc ở Vọng Cát, tức là cái Bangkok bây giờ. Thì trong những ngày đầu tiên chú Nguyễn Ánh vừa tới tại cái vùng đất Simla đó, thì cái người mà là quốc vương thứ hai của nước Sim đã nhắc ngay cho ông và tất cả triều đình Sim biết rằng trước đó tại triều đình Sim thì tướng của vị tướng của Đại Việt chúng ta là ông Nguyễn Hữu Thoại, mà lịch sử trong sách sử thường dịch là gọi là Nguyễn Hữu Thụy. Giữa Nguyễn Hữu Thoại và triều đình Sim có một cái thỏa ước với nhau là hai bên nào hoạn nạn thì bên kia phải đưa quân ứng cứu. Thì điều đó cho chúng ta thấy rằng vào cái thời điểm xảy ra cái cuộc nội chiến giữa nhà Nguyễn và nhà Tây Sơn, thì giữa các nước Đông Nam Á họ có một cái thỏa thuận bất thành văn là hễ bên này có cần người thì bên kia sẽ giúp đỡ. Chúng ta cũng nhớ rằng ngay trong cái thời kỳ mà chú Nguyễn Ánh và các tướng sĩ của mình còn đang tá túc ở Vọng Cát, thì cái lãnh thổ của Simla đã bị Miến Điện đến tấn công, và chính chú Nguyễn Ánh và các tướng của mình đã đứng ra vận dụng quân đội để mà đánh tan cái cuộc xâm lăng đó của Miến Điện. Thì trong trường hợp mà quân Sim ra Việt Nam nó diễn ra như thế nào? Chúng ta nói đến cái khái niệm mà khái niệm căn bản là về vấn đề xâm lược. Xâm lược là như thế nào? Theo tôi nghĩ, theo cái ý kiến cá nhân tôi, xâm lược là khi nào một nước đưa quân qua nước kia, đánh chiếm cái nước kia mà ngoài ý muốn của cái nước đó. Còn ở đây là thế nào? Ở đây là khi cái lực lượng của Chu Nguyễn Ánh không còn, gần như không còn gì hết, thì vua Sim đã đề nghị Nguyễn Ánh tiếp nhận một số lượng quân Sim để mà đặt dưới cái sự chỉ huy của tướng tá Việt Nam và sử dụng cái lực lượng đó để mà có thể làm một cái đối trọng trong cái cuộc chiến với nhà Tây Sơn. Thì một cái điều hết sức là rõ ràng là cái số quân Sim mà hai người cháu của vua Sim là Chiêu Tăng và Chiêu Sương chỉ huy, đặt dưới cái sự chỉ huy toàn diện của ông Châu Văn Tiếp là một tướng của Đại Việt. Và khi ông Châu Văn Tiếp tử nạn bất ngờ trên sông Văn Tiếp, thì chính vì lý do cái sự tử nạn của ông Châu Văn Tiếp đó mà một số những cái đơn vị quân đội Sim mất cái người kiểm soát, đã gây ra những cái sự tàn hại đối với dân lành. Đó là một cái tai nạn trong cái chiến tranh, chứ không phải là một cái sự chủ trương của nước Sim hay là của quân đội của chúng ta. Thì chúng ta cũng nhớ rằng lịch sử đã ghi rõ khi mà cái cuộc chiến tạm kết thúc đó, thì Nguyễn Ánh đưa quân trở về Vọng Cát, thì chính vua Sim đã muốn đưa cả hai đứa cháu của mình là Chu Tăng Chu Sương ra để mà chém đầu vì cái sự bất kỷ luật của quân đội. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải xác định. Về vấn đề mà cái thỏa hiệp bất thành văn giữa các cái nước Đông Nam Á, chúng tôi hồi nãy chị chúng nói cái mối quan hệ giữa Việt Nam với Sim mà thôi, nhưng chúng ta cũng có thể nhắc lại rất nhiều những cái luận cứ mà củng cố cho cái quan điểm đó. Rõ ràng, điều rõ ràng là trong lịch sử của chúng ta rất nhiều lần những người của triều đình của chúng ta như ông Lê Văn Duyệt, như Trương Minh Giảng đã đưa quân qua bến đến Nam Vang để cứu cái triều đình Chân Lạp khỏi cái sự dòm ngó hay tấn công của phía Simla. Rồi một mặt khác, trong cái cuộc chiến giữa nhà Nguyễn và nhà Tây Sơn, thì triều đình nước Ai Lao đã đưa quân qua cái mảng Bắc của đất nước chúng ta tấn công vào lực lượng của nhà Tây Sơn để mà cầm chân một lực lượng rất lớn của nhà Tây Sơn, để cho bên phía Nam thì chú Ánh có thể dễ dàng đi diễn ra cuộc bắc tiến của mình. Thì đó là những cái mối quan hệ hết sức là rõ ràng và sòng phẳng giữa các cái nước trong cái mối tương giao giữa nước này và nước kia. Mà với câu hỏi là
cái vị trí của Thái Lan như thế nào mà lại là nước Pháp không đụng tới và đụng tới Việt Nam chúng ta, thì tôi thấy rằng trước đây cũng có nhiều luận điểm nói rằng sở dĩ mà nhà Nguyễn để cho Pháp dễ dàng thôn tính là bởi vì thứ nhất là cấm đạo giết đạo và thứ hai là bế quan tỏa trảng. Còn Thái Lan sở dĩ Pháp không đụng tới là bởi vì Thái Lan có một cái mối quan hệ hữu hảo với rất nhiều những cái đầu mối khác nhau, và chính vì lý do đó mà không có nước nào dám xâm phạm Thái Lan cả. Thì theo tôi nghĩ, cái quan điểm cá nhân của tôi cũng không đồng thuận với điều đó. Bởi vì sao? Bởi vì về mặt địa chính trị giữa Việt Nam của chúng ta và Thái Lan nó có một cái sự khác biệt rất là lớn. Thái Lan là một nước nằm gọn ở trong một cái vùng, trong khi đó đất nước chúng ta với trên 3.000 cái cây số bờ biển, và là cái nơi mà các thương thuyền của phương Tây từ Ấn Độ Dương đi qua bể Malacca đi vào cái biển Đông của chúng ta và đi tiếp cận với hai cái thị trường lớn của châu Á, đó là Trung Quốc và Nhật Bản. Thì cái vị trí địa chính trị của chúng ta là cái vị trí hết sức là tối hảo so với cái vị trí của Thái Lan. Thì không thể nói rằng cái chuyện Thái Lan mà không bị nước Pháp xâm chiếm chỉ vì lý do mà họ không có những cái mối quan hệ như chúng ta. Chúng ta biết rằng cái đất nước chúng ta thì đã là một cái trung tâm giao dịch quốc tế từ rất là lâu, từ thời nhà Trần, từ khi chúng ta có cái Vân Đồn, rồi sau đó cái thời nhà Lê chúng ta có cái Hưng Yên, và trong cái thời Nguyễn thì chúng ta có cái trung tâm Hội An. Thì tất cả những cái đó chứng tỏ là chúng ta thấy rằng là cái vị trí của Việt Nam chúng ta là một cái vị trí hết sức là thuận lợi cho tất cả cái công ty thương mại quốc tế trong cái vấn đề mà buôn bán, đưa cái thuyền bè buôn bán từ Ấn Độ Dương qua Thái Bình Dương. Thì mặc dù là không phải thị trường của chúng ta là thị trường chính, nhưng mà đây là thị trường trung gian. Mà chúng ta biết rằng như hồi nãy giáo sư Mai cũng đã nói đó, những châu ấn thuyền, những châu ấn trạng là những cái chứng từ lịch sử chứng tỏ rằng có một cái mối giao thương hết sức là rộng rãi giữa Việt, Đại Việt chúng ta với lại thị trường của Nhật Bản và của Trung Quốc. Cho nên tôi thấy rằng cái thứ hai nữa là chúng tôi muốn bổ sung một cái điều là đến khi mà cái hiệp ước Nhâm Túc, và ước Nhâm Túc được ký kết vào ngày 5 tháng 6 năm 1862 thì chúng ta đã tạm thời giao ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ cho Pháp, thì đương nhiên là trong đó nó có cái thủ phủ Sài Gòn. Thì chúng ta thấy rằng người Pháp đã tận dụng được cái ưu thế về mặt địa chính trị của Sài Gòn nó như thế nào. Năm 1867 thì Sài Gòn đã hất cái vai trò, đã chiếm lĩnh cái vai trò độc tôn của cái cảng Tân Gia Ba, tức là Singapore tại châu Á, và Sài Gòn trở thành một trong những kho hàng lớn nhất của cái vùng Đông Nam Á. Thì điều đó chứng tỏ chúng ta thấy rằng nếu mà người Pháp mà không chú trọng đến cái yếu tố đó thì đất nước chúng ta không phải là không có bị sự nhòm ngó của những cái đất nước khác. Câu hỏi với giáo sư tiến sĩ Trần Thuận, cái di sản văn hóa lịch sử của nhà Nguyễn đối với vùng đất Nam Bộ thì theo ông là như thế nào, và làm sao phát huy các cái di sản đó một cách tích cực và tốt đẹp nhất? Thực ra nhà Nguyễn ở đây là khi nói nhà Nguyễn là chỉ nói đến cái triều Nguyễn thôi, nó không phải đâu, mà nó bắt đầu từ các chúa Nguyễn cơ, từ các chúa Nguyễn. Và cái di sản văn hóa lịch sử mà được tạo lập từ cái thời kỳ chúa Nguyễn cho đến nhà Nguyễn ấy, sau này đó, để lại cho chúng ta, để lại cho hậu thế, nó là cả một cái di sản rất lớn. Ngay cả vấn đề văn hóa triều Nguyễn thôi mà giáo sư và Trần Quang Giao cũng đã từng nói rằng là triều Nguyễn chỉ tồn tại có 80 năm thôi, nhưng mà cái di sản văn hóa của triều Nguyễn để lại nó bằng rất nhiều lần của các triều đại trước cộng lại. Một cái sự ghi nhận quá lớn lao như thế đối với cái di sản văn hóa của triều Nguyễn. Thì ta phải thấy rằng là cả chúa Nguyễn và triều Nguyễn thì đây là cả một cái quá trình tạo dựng
hình thành nên một cái di sản quá lớn cho lịch sử dân tộc Việt Nam. Tôi không quá quan tôn vinh đối với Chúa Nguyễn và Triều Nguyễn, nhưng rõ ràng chúng ta cần phải ghi nhận một cách thỏa đáng để hậu thế cho con cháu của chúng ta nó nhìn thấy những giá trị này. Trước hết chúng ta phải thấy rằng là Nam Bộ, cái di sản đầu tiên mà chúng ta phải đề cập đến đó là Nam Bộ là một phần máu thịt của Việt Nam. Đây là một phần máu thịt, một bộ phận của lãnh thổ dân tộc Việt Nam, của quốc gia Việt Nam, một phần máu thịt của Việt Nam, chốc thì khác hơn được. Từ cái thời kỳ Chúa Nguyễn Hoàng thì lúc bây giờ là cái ranh giới nước ta nó mới chỉ đến cái Bình Định thôi, Bình Định tức là núi Thạch Bi, Thạch Bi Sơn. Và Nguyễn Hoàng thì đã hợp thức hóa cái vùng đất Phú Yên trở thành cái phủ Phú Yên từ năm 1611. Bắt đầu từ đó trở đi thì từng cái thúc dần vào. Nhưng mà cái hay ở chỗ này này, cái hay ở chỗ là Chúa Nguyễn Phúc Nguyên ông có một cái tầm nhìn chiến lược rất là vĩ đại ở chỗ là ông khi mà đang tích hợp từng phần của cái Vương quốc Champa đấy thì ông đã nhìn thấu cả cái vùng đất phía Nam này rồi. Cho nên trong cái chiến lược của ông là một gần một xa, chứ không phải đợi từ khi cho đến khi mà tích hợp xong cái vùng đất Champa rồi mới bắt đầu nghĩ đến cái chuyện của phía Nam. Không, ông cùng lúc một gần Champa và một xa ở phía Nam, cái vùng đất mà từ trước đó người ta gọi là Thủy Chân Lạp. Thế thì chính vì vậy cho nên là ta thấy rằng là trong cái thời kỳ mà ông Nguyễn Phúc Nguyên ông đặt ra một cái, hay nói cái khác là tạo nên một cái cơ sở vững chắc để sau này Chúa Nguyễn Phúc Chu mới có điều kiện mới thành lập một cái phủ gia đình ở trên cái vùng đất này chứ. Thế còn nếu mà Chúa Nguyễn Phúc Nguyên chưa làm được cái điều đó thì chúng ta chưa thể biến cái vùng đất này trở thành một cái bộ phận lãnh thổ của Việt Nam đâu. Thế thì lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm một chút về cái cách nhìn của, cách giải quyết vấn đề của Chúa Nguyễn Phúc Nguyên qua cái vai trò của công tử Ngọc Vàng. Ở đây tôi muốn nói rằng là cái di sản đầu tiên mà các Chúa Nguyễn và Vua Nguyễn để lại cho chúng ta đó là cái vùng đất Nam Bộ, một bộ phận lãnh thổ không tách rời, một cái phần máu thịt của người Việt Nam. Cái thứ hai là gì? Một cái xã hội cộng cư với nhiều tộc người sống với nhau một cách hòa thuận, cởi mở và chia sẻ được với nhau, giao thoa với nhau để cấu chung lưng đấu cực với nhau để mà cùng khai hoang, khai hóa, tạo dựng cái vùng đất này, để biến cái vùng đất này từ một cái vùng hoang sơ để trở thành cái vùng trù phú như thế này. Cho nên chúng ta thấy rằng là phải đổi, phải trả giá rất đắt cho cả hai thế kỷ, thậm chí còn hơn hai thế kỷ để có được một cái mảnh đất như thế này, có được một cái đời sống cộng cư xã hội như thế này không phải là dễ. Nó là cả một cái di sản lớn lao mà các Chúa Nguyễn và Triều Nguyễn để lại cho chúng ta. Cái thứ ba là một cái nền kinh tế, phải nói rằng là một nền kinh tế mang tính chất mở, hết sức năng động trên vùng đất này. Có lẽ bây giờ chúng ta thấy rằng là Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh là cái đơn vị đi đầu trong cả nước về mặt kinh tế, phát triển về kinh tế, đặc biệt là kinh tế thương mại, thì nó cũng xuất phát từ này. Hồi nãy giáo sư Trần Thị Mai có nói đến cái vai trò của Sài Gòn. Đấy. Chúng ta thấy rằng là Sài Gòn là một trung tâm lớn của cả cái vùng đất phía Nam. Ngoài ra nó có cả những cái trung tâm thương mại vệ tinh của nó. Thế thì những cái trung tâm thương mại này nó cũng hình thành từ trong cái thời kỳ tạo dựng của Chúa Nguyễn. Một cái nền kinh tế mà chúng ta thấy rằng là nếu xét về nông nghiệp thì đây là một cái đồng bằng lớn với một cái vựa lúa mà nó cung cấp gần 50%, trên dưới 50% sản lượng lúa của cả nước. Một cái vùng đất mà về cây trái nó chiếm đến cái tỷ lệ là 70% sản lượng cây trái của cả Việt Nam. Rồi chúng ta thấy là cả một cái ngư trường, cả một cái không gian để mà nuôi trồng chế biến thủy sản rất là màu mỡ, rất là năng động. Và có thể nói là cả một cái nền kinh tế thương mại được tạo dựng từ thời Chúa Nguyễn cho đến bây giờ, nó đang được phát huy cái vai trò của nó. Thế thì về mặt di sản mà nói, rõ ràng đây là cả một cái di sản về mặt kinh tế, nó tạo thành một cái nét đặc trưng của kinh tế phía Nam. Nó được tạo ra từ cái thời kỳ Chúa Nguyễn và Vua Nguyễn, đặc biệt là thời kỳ các Chúa Nguyễn. Và chúng ta cũng thấy rằng là rõ ràng đây là một cái nền văn hóa, một cái vùng đất mà nó tạo thành một cái nền văn hóa rất riêng, một cái tiểu vùng văn hóa
trong cái nền văn hóa Việt Nam. Để từ đó mà chúng ta thấy rằng là ta đóng góp một cái phần đáng kể, tạo nên một cái sự đa dạng, đa sắc trong một cái nền văn hóa thống nhất Việt Nam. Tuy rằng là nó là một phần của nền văn hóa Việt Nam, nhưng rõ ràng như tôi đã nói là nó mang cái tính đặc thù của nó, cho nên là nó không mất đi được, nó không lẫn vào trong cái nền văn hóa chung của như là các cái cộng đồng cư dân khác ở các cái tiểu vùng văn hóa khác, mà nó là một cái nền văn hóa mang tính đặc thù của nó. Nó góp vào để nó tạo lên một cái sự phong phú đa sắc của nền văn hóa Việt Nam thống nhất. Đấy. Thế thì chúng ta phải thấy đó là những di sản lớn. Và còn một cái điều nữa mà chúng tôi muốn nói rằng là đây cũng là một trong những cái di sản để lại từ cái thời Chúa Nguyễn và Vua Nguyễn, đó là cái tinh thần giáo dục. Cái điều kiện hoàn cảnh lịch sử lúc bây giờ, cho nên là cái nho học rất khó phát triển, cho nên rất muộn. Bởi vì để phát triển giáo dục nho học thì cần phải có những cái ông thầy, những nhà nho. Nhưng mà cái vùng đất như thế này, ngay cả cái vùng đất Thuận Quảng, chúng ta thấy là nhà nho cũng phải là đông, để các chú Nguyễn phải xây dựng một cái hệ thống nhà nước trên nền tảng của tư tưởng đạo nho là rất khó rồi. Cho nên là chính vì vậy cho nên chú Nguyễn mới dựa vào và lấy cái Phật giáo làm cái chỗ dựa để mà biến nó trở thành một cái công cụ để mà vỗ yên dân chúng, để mà tạo thành một cái nền tảng tư tưởng để mà cố kết các cái cộng đồng cư dân trên vùng đất mới này. Tôi cho rằng đó là một cái cách làm rất khéo và rất là hợp lý. Còn nếu mà chỉ căn cứ vào cái tư tưởng nho giáo và dựa vào cái tầng lớp nho sĩ lúc bây giờ thì chắc chắn là Chúa Nguyễn sẽ khó mà thành công, rất khó thành công. Thế thì cái vùng đất Gia Định này nho học nó đến rất muộn, khi mà cái vùng Thuận Quảng nó đã tương đối ổn định rồi. Lẽ ra nó bê cả cái nền giáo dục nho học có cả mấy nghìn năm vào, nhưng không, cái nho học ở Gia Định nó khác lắm. Một cái nền giáo dục nho học mang tinh thần thực tiễn rất là cao, rất cao, và người ta gọi đây là một cái nền giáo dục nho học bình dân mang tính thực tiễn. Thế thì chúng tôi cho rằng đây là một cái di sản để lại từ cái vùng đất mới này, để rồi sau này cư dân ở trên vùng đất này tiếp tục phát triển lên và biến nó trở thành một cái nền, một cái lối học tập và một cái khu vực giáo dục mà nó mang tính đặc thù của nó. Nó không bị khuôn mẫu, không bị khuôn phép, không bị máy móc như là những cái vùng khác. Cho nên cái việc học hành của con em trên cái vùng đất này nó có gì đó rất là khác so với những vùng khác. Thì bắt đầu từ một cái tính chất đặc thù của nó như vậy. Thì đó là những cái di sản mà tôi cho rằng là nó rất lớn để lại từ các cái thời, từ thời các chú Nguyễn và Vua Nguyễn. Cho nên để bảo vệ, để bảo tồn được di sản thì trước hết chúng ta phải xem cái vùng đất này phải là một bộ phận không tách rời của lịch sử Việt Nam kìa. Đó là vấn đề đầu tiên. Thứ hai là để làm được điều đó thì chúng ta cần phải tuyên truyền giáo dục tốt hơn cho mọi tầng lớp nhân dân, cho mọi thế hệ về cái giá trị di sản văn hóa và lịch sử mà tổ tiên cha ông ta để lại cho chúng ta hôm nay. Mà trước hết là Chúa Nguyễn và Vua Nguyễn. Đó là vấn đề thứ hai mà chúng ta cần phải làm. Thế thì bằng nhiều cách khác nhau. Cho nên hồi nãy chúng ta mình nói đến cái chuyện là học sinh hiện nay nó rất là thích sử, nó không quay lưng với lịch sử, với bộ môn lịch sử. Thực ra mà nói là chúng ta đừng trách các em, đừng trách các cháu, mà chúng ta tự trách mình. Các thầy cô giáo dạy sử chúng ta, rồi những cái người biên soạn sách giáo khoa, biên soạn chương trình, đôi khi chúng ta chưa thể đáp ứng được những cái yêu cầu. Đôi khi chúng ta thấy rằng là cái đó nó cần thiết quá và chúng ta quên đi những yếu tố khác, cho nên tạo ra một cái bộ môn lịch sử trên trường, ở trường học, đặc biệt là trường phổ thông, nó nặng nề quá, nó khô khan quá, và đôi khi là chúng ta bị chi phối bởi những cái nhãn quan mà nó không phù hợp với cái tinh thần khoa học và sư phạm. Cho nên có thể nói rằng là chúng ta cần phải tuyên truyền để mà làm sao để người ta nhận thức được cái giá trị di sản, để từ đó mà họ hiểu một cách đúng đắn hơn và họ có thể có ý thức tốt hơn trong cái việc bảo tồn và phát huy giá trị. Và tôi cũng nghĩ rằng là có lẽ là nhà nước từ trung ương cho đến địa phương cùng với nhân dân phải làm một cái
cái việc là gì, luôn ý thức về cái sự bảo tồn những cái giá trị này và phải đầu tư thích đáng cho nó thì chúng ta mới có thể phát huy tốt được. Hiện nay là có rất nhiều cái sự bất cập trong vấn đề bảo tồn và phát huy cái giá trị di sản, đặc biệt là các cái di sản gọi là vật thể. Đôi khi cái sự trùng tu của nó một cách hết sức là cẩu thả và nó làm cho người ta hiểu một cách sai lệch đi. Đấy. Thế thì cái sự đầu tư của nhà nước và nhân dân cùng làm để góp phần mà bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của nó. Thì tôi cho rằng là ngay cả cái việc tổ chức các cái hội lễ hội cũng vậy, phải hết sức thận trọng. Còn nếu không là sai một ly, không những đi một dặm đâu mà khiến cho người ta phải ngộ nhận một cách hết sức là có thể nói là hết sức nghiêm trọng đối với các cái di sản. Do đó mà cần phải nhận thức một cách đầy đủ về cái gọi là bảo tồn và phát huy giá trị của nó. Và cái điều mà có lẽ chúng tôi cũng xin đề xuất là các cái nhà khoa học từ các cái ngành khoa học, các cái chuyên ngành khoa học khác nhau cũng cần phải chung tay với nhau để nghiên cứu kỹ hơn. Nghiên cứu kỹ hơn, không gì bằng sử liệu mà tự nói lên tất cả. Hiện nay chúng ta đang có nhiều cái quan điểm khác nhau, cách nhìn nhận và đánh giá khác nhau về Chúa Nguyễn và Triều Nguyễn, xuất phát từ chỗ là chúng ta nói đôi khi là nó không có cơ sở, nó không có cái tính thuyết phục. Vì cái sử liệu chúng ta có trong tay một cách chắc chắn ra, và rồi là chúng ta không phân định được đâu là sử liệu và đâu là những cái tài liệu giả. Đôi khi ngụy tạo ra những cái mà nó hết sức là nguy hiểm, từ các cái nguồn khác nhau nó cung cấp, rồi cuối cùng là cứ ngộ nhận và xem đó là sự thật, đó là sử liệu, nhưng thực ra đôi khi là nó không phải là sử liệu. Vì vậy mà đôi khi nó có những cái cách nhìn nhận đánh giá vấn đề nó khác nhau. Cho nên những cái di sản mà cha ông ta để lại, đôi khi con cháu nó hiểu sai đi, rất là nguy hiểm. Cho nên là tôi cũng mong rằng là các nhà khoa học cũng chung tay với nhau để làm tốt cái việc này, thì nó sẽ góp phần để giúp cho hậu thế nó có một cái nhìn nhận và đánh giá đúng hơn về tiền nhân. Cái điều mà ở cái vùng đất phía Nam này, tôi cho rằng là một cái yếu tố nó nổi lên, đó là cái đời sống cộng cư của các tộc người. Vậy thì nhà nước cũng cần có một cái chính sách đặc thù, cần có chính sách đặc thù để làm sao mà củng cố, duy trì được cái tinh thần hòa hợp giữa các cái cộng đồng cư dân này, để mà họ có thể ngồi lại với nhau để chung tay mà gây dựng và phát triển, để mà bảo tồn những cái giá trị đó. Còn nếu mà để cho các cái cộng đồng người này mà ngồi quay lưng lại với nhau thì như vậy là hỏng. Cho nên cái chính sách đặc thù của vùng đất Nam Bộ là rất cần thiết. Thì đó là những cái mà chúng tôi nghĩ là tất nhiên là nó sẽ được cụ thể hóa bằng những cái chính sách, nhưng trước hết là những cái điều mà chúng tôi nghĩ là cần thiết phải làm là như vậy.